bị sụp mí thì nên cắt mí hay nâng cung mày? Cả hai phương pháp đó đều có thể áp dụng được. Tuy nhiên, mình cần xem xét là cái vùng xương cung mày của mình như thế nào, mí mắt của mình như thế nào. Ví dụ như các bạn biết rằng là mình có thể nâng cung mày được hay không, rất đơn giản, mình chỉ cần về soi gương hay nắm cái chân mày lên, mình thấy rằng cái mí mắt mình nó đẹp, mắt mình nó sáng, cung xương mày không có nhô ra quá nhiều, thì như vậy mình có thể làm phương pháp treo chân mày. Tại một số bạn rất là thích làm phương pháp treo chân mày bởi vì mình không có chạm tới vùng mí mắt, sợ nó sưng, sợ nó sẹo, sợ nó không tự nhiên, ví dụ vậy ha. Và lết của treo chân mày một lần nữa, một phần nữa là gì? Nó giải quyết cái vùng da dư từ cái khoảng đuôi mắt ra thái dương, đặc biệt là những người lớn tuổi đó ha, thì nó sẽ làm thẳng cái vùng da phần đuôi mắt xa đó, rất là tốt ha. Tuy nhiên không phải là ca nào của mình cũng có thể, trường hợp nào mình cũng có thể làm và phương pháp là nâng chân mày, là bởi vì mình phải xem xét như vậy. Nếu mình tự nhiên mình nâng chân mày lên mà cái mí mắt mình nó một mí nó nhỏ, nó hơi trơ trơ, hay là cái cung xương mày nó nhô cao quá thì nó sẽ không có đẹp ha, nó sẽ cảm giác như mình hơi bị trợn chân mày quá nhiều. Ok rồi, nếu như mà mình nâng cung mày không được thì hãy chọn phương pháp cắt mí. Tất nhiên là cắt mí, ví dụ trường hợp lão hóa da nhiều mà da vùng đôi mắt mà dư nếp nhăn nhiều đó, thì cắt mí sẽ cũng không giải quyết được hết cái nếp nhăn xa đây bằng cái nâng cung mày. Tuy nhiên là bởi vì mình phải bắt buộc có những lựa chọn dựa trên những cái điều mà mình đang gặp phải thì nó như thế nào ha. Cái đó thì nên đến khám với bác sĩ thì hay hơn.